Đây sẽ là chả ốc nướng nha. Là cái ốc. Sẽ bỏ vô chén. Cả nhà thấy thơm chưa? Thấy khói bay nghi ngút chưa? Gỏi hả? Nãy đâu em order là một gỏi sứa đấy. Ở đây là có trứng vị bánh trung thu, có chạo lông, có hạt sen, có thập cẩm hải sản, có sầu riêng. Special combo có 399.000. Làm theo cuộn lá lốt, ớt chi củ vị, tầm mạt cục, xôi lào nhỏ. Vé hôm nay là bao nhiêu ạ? Là tất hết, dạ, tất cả hết rồi đúng không? À dạ, 434.000. Tohaku sushi. Hình như là cái này mới đó. Hồi trước nó không có vậy đâu. Hồi trước là mình ngồi xong thôi. Đây, đây một cái buffet lẩu hay đi lao hot pot mà ở phía trước nè. Ơi, nhiều cô chú là chấp nhận ngồi ghế chờ để vào bên trong ăn luôn. Rất là rộng nha. Mình vô đây bao giờ chưa? Rồi. Rộng lắm luôn. Sách này là cực kỳ rộng luôn. Thế giới thể thao. Cái này cũng phân phối hàng của thương hiệu của Pháp. Nhận ngay quà tặng đặc biệt từ ngày 27 và ngày 21 ngày 28 tháng 8 gì đó. Và đã tương thường lại rồi Nguyệt. À đây này. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với kênh của Thiện. Chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui, cũng như là một ngày cuối tuần thật là nhiều tiếng cười luôn. Thì trong video lần này thì Thiện đang có mặt ở một cái trung tâm thương mại, một cái mall rất là lớn ở quận 10, cũng khá là lâu rồi mới trở lại đây, đó là Vạn Hạnh Mall. Thì cái này là chắc là Thiện nghĩ là nó là lớn nhất quận 10 rồi, tại vì vừa rồi thì cũng có một cái Vincom Plaza ở trên đường 3 tháng 2 á. Nhưng mà thì với Quyền cũng đã có đi rồi, nó cũng không có quá rộng lớn đâu. Bây giờ mình sẽ ghé lại gọi là cái mall nghĩ là nó sẽ lớn nhất quận 10 á, mở trên đường Sư Vạn Hạnh luôn. Bây giờ mình sẽ vào bên trong nha. Ở phía trước thì thấy là ở trên là để đèn rất là đẹp luôn nè, rất là lung linh luôn. Thì Nguyệt xuất hiện nè, đó. Thì cũng rất là đông. Hay Vạn Hạnh Mall. Thường thì Vạn Hạnh Mall thì thấy là buổi tối thì rất là đông. Thì Conan nè, đang chiếu Conan á, 2 tháng 8. Dạ. Yeah. Hai đứa đi vào thứ 6, cũng buổi tối thứ 6 thì coi như là cuối tuần rồi đó. Thì thường thì cuối tuần cũng rất là đông. Để mà đi chơi nè. Ngồi giữa đang sale quá trời luôn nè. Ở phía dưới thì mình có cái siêu thị Coop Extra là ở phía bên tay trái của mình nè. Và ở giữa thì có những cái mặt hàng đồ thời trang, giày dép là cũng khuyến mãi rất là nhiều luôn. Ôi, có giày, cái giày mà cũng 149.000 thôi đó. À, hồi xíu mình xuống dưới. Xuống dưới đi. À. Thấy hấp dẫn rồi. À, đây có cái Back to School. Thì giờ cũng trong tháng 8 này là khoảng 21, hay 28 tháng 8 gì đó là đã tù trường lại rồi đó Nguyệt. À, đây nè. Rất là nhanh luôn. Thì vậy là mùa hè của các bé hay là các bạn học sinh là đã trôi qua rồi. Chưa đầy một tháng nữa là mình bắt đầu năm học mới rồi. Cho nên là ở đây là có những cái chương trình mà giảm giá cho mấy bé nè, đồ học sinh, quần áo nữa. Cái này là của Phương Nam, Book City. Đây là nhà sách Phương Nam. À, cờ hả? Có cờ tướng, cờ vua này anh. Cờ tướng, cờ vua. Lắc xí ngầu. Xí ngầu. Có đèn bàn. Đèn bàn để học này. Cái bảng đó. Bảng viết. Bảng viết. Đây là cho các bé tiểu học.
đây khu vực ở phía dưới mình sẽ là của nhà sách Phương Nam. À, dưới đây là bút nè, quá trời bút luôn. Nhớ ngày xưa chỗ nào có cái chỗ để hát. Ở đây là cửa hàng gọi là quần áo thời trang của Uniqlo, cũng ưu đãi đón hè luôn. Ở đây thì quần áo nó sẽ giá nó sẽ hơi cao một xíu. À, có quà tặng nữa nè. Nhận ngay quà tặng đặc biệt từ ngày 27 dành cho khách hàng mua hai áo bất kỳ. Best introduction. Hả? Cái nào? Cái này hả? Mà không thấy ai hết rồi. Ủa, cái áo khoác thì còn 2 giờ. Quần áo đây thì giá nó sẽ hơi cao một chút. Quần áo tính là kẹo lắm. Nhưng mà đồ nó đẹp. Vải nó đẹp lắm. Và áo vải kiểu nó rất là dễ chịu á. Bên đây mình có Adidas. Adidas đúng không ta? Đúng rồi. Bên này mình có Starbucks cà phê. Đây Starbucks này. Ra là trung tâm thương mại nào thì cũng có Starbucks hoặc Highland thôi. Nhưng mà mức độ phủ sóng thì Highland rộng hơn rất là nhiều. Còn ở mức gọi là trung lưu á, thì người ta sẽ vào Highland Coffee. Còn Starbucks thì sẽ cao cấp hơn. Giá của nó khoảng 70-80 ngàn một ly cà phê. Em chưa uống Starbucks bao giờ. Ờ đây nào dắt ra uống thử. Hả? À, lên lầu này mình có Decathlon. Một cái thương hiệu gì? Thế giới thể thao. Cái này cũng phân phối hàng của thương hiệu của Pháp. Cũng có chương trình sale luôn. Em một xíu vô không? Anh thấy nó cũng sale nhiều luôn kìa. Ngày xưa nó đâu có ở đây đâu. Như cái này cũng mới đấy ha. Ồ, có mấy cái bằng Grab nè. Mua sắm Vạn Hạnh Mall đi Grab bao rẻ. Ưu đãi di chuyển lên đến 50.000. Đây có ở giữa có những cái tấm banner treo xuống rất là cao luôn. Ở trên lầu 1 thì là các thương hiệu về thời trang thôi. Quần áo, thể dục, thể thao phía bên kia kìa. Phía bên trái mình cũng là vậy luôn. Cũng là quần áo luôn. Vậy Converse đây nha Nguyễn. Converse. Đôi thì cũng phải 3-4 triệu. Nhưng mà hồi xưa anh có một đôi mà pha ke mà mang bền lắm á. Anh mang từ hồi mà anh mới ra trường cho tới bây giờ. Ghê không? Pha ke thôi nhưng mà mời tới. Ở đây mình có kem. Đây, đây có một cái cửa hàng kem nè. Cái đèn lồng nó cũng giống như hình dạng cái kem luôn đó. Bên này có cũng cửa hàng thể thao Lining. Lining thì một thương hiệu của Trung Quốc rất là cũng rất là nổi tiếng, cũng gọi là cao cấp á. Là Lining này. Phía trước mình có Massport. Lâu này thì vẫn chưa có đồ ăn nhiều đâu. Đâu. Bên đây là nãy giờ mình mới lên tầng 2 thôi. Đó, tầng 2 thì mình sẽ có thời trang, giày dép, túi sách, phụ kiện với một phần ẩm thực thôi. Chưa tới cái chỗ mà khu ẩm thực nhiều ha. Chủ yếu là này là Decathlon là chiếm diện tích lớn nhất trong khu vực lầu 2 này. Và lầu 2 mình cũng sẽ có bãi đậu xe. Ồ, Decathlon rộng ghê á. Đúng rồi, Decathlon là nó chiếm diện tích lớn nhất trong cái này luôn. Không biết phải bao nhiêu chứ. Không biết rồi. Lúc nào không biết một tháng mình bán được bao nhiêu cái lèo. Ở đây mặt bằng rất là lớn.
nhưng mà em thấy Decathlon không? Trước bên Aeon Tân Phú là nó cũng diện tích rất là rộng. Hơn 2000 mét vuông. 2000 mét vuông ở đây anh nghĩ chắc cũng cỡ đó, hồi nãy thấy cũng rất là rộng. Tại vì nó rất là nhiều môn thể thao, cho nên là nó phải có không gian rộng để nó trưng bày hết những cái sản phẩm của những cái môn thể thao đó. Ở trên này thì cũng là thể thao luôn. Ôi, thì xin lỗi, đó là thời trang. Ở đây cũng có cái khu tô tượng này. Tô tượng đẹp sao được trưng bày. Dễ thương ha. Đây có những cây rắp thú nè. Cũng có bộ trưởng bộ ngoại giao này mới đây giờ xuất hiện nhiều quá ha. Caripara. Đâu? Ở giữa thì có những cái bán những cái mặt hàng về loa, về pin dự phòng rồi này kia rất là nhiều luôn. Nè cái loa này nè. Nhưng mà sao nó mini vậy? Nhưng mà âm thanh anh sợ nó không được ấy. Hay là hồi xưa mình đâu biết mình thử cái nào, mình tính mua cái đó đó. Không nhớ đâu, lâu lắm rồi. Dạ. À chị đây nè. Hay mình hỏi chị đi. Thôi mình coi trước đi. Rồi, lầu này thì là nhà sách Phương Nam, là ở phía dưới, tầng ở dưới đang có chương trình mà giảm giá cho, gọi là cho chuẩn bị tới trường đó. Thì phía trên này là nhà sách Phương Nam, rất là rộng nha. Nguyệt vô đây bao giờ chưa? Rồi. Rộng lắm luôn. Nhà sách này là cực kỳ rộng luôn. Đây có freelancer cũng quần áo đồng giá 59k kìa Nguyệt. Ờ đây đồng giá. Đó có cái khu đồng giá mà. 59, 149 à. Tầng này cũng là đồ thời trang không à. Ờ Vitimax nữa nè. Phía phía cuối đường kia là mình có vali. Rất là sang chảnh luôn ha. À đây sắp có một cái gì nó khai trương nữa nè. Sắp có một cửa hàng gì nữa nè. À lối đi này đang sửa. Ôi ôi đông dữ vậy. Quá trời đông luôn. Đây là Hà Đi Lao hot pot lẩu. Anh cô không biết nữa. Đợi quá trời đông luôn. Đọc ghê lên. Số 25. Đi qua này đi. Không biết. Ờ. À, đông ghê luôn. Đây. Đây một cái buffet lẩu Hai Đi Lao hot pot mà ở phía trước nè. Ở nhiều cô chú là chấp nhận ngồi ghế chờ để vào trong ăn luôn. Quá đông rồi. Đó là bữa hổm mình đi Gigamon á, mình nhìn dễ thương ha. Xong rồi bây giờ mình nhìn Hà Đi Lao cái là một trời một vực. À mình nhìn Vạn Hành Mall là một trời một vực. Ý Caripara kìa. Bộ trưởng bộ ngoại giao kìa. Quá hot luôn. Lóc rồi lóc rồi. Nè có mấy cái bình này nè. Ai lóc và lóc. Thôi đi bây giờ hai đứa sẽ đi ăn trước. Thì cũng khá là đói rồi. Giờ mình sẽ đi ăn trước nha. Mình đi ăn trước rồi sau đó là mình đi tiếp. Bây giờ chưa đi mà chưa tới chỗ ăn nữa. Tầng này thì cũng là ẩm thực và thời trang thôi chứ không có gì khác cả. Các tầng này thì ẩm thực và thời trang thôi. Bây giờ mình lên tới trên lầu này thì như lầu 4 hay lầu 5 rồi.
mình lên cái là gặp bà Power Power là khu chơi game nè, nó khu chơi game rồi bên này là ẩm thực. Ồ, cũng như cái lòng kìa, sushi Tohaku sushi, hình như là cái này mới đó, hồi trước nó không có vậy đâu, hồi trước là mình ngồi không thôi, còn bây giờ là mình có làm giống như cái lòng vậy thôi. Texas chicken rà ráng hoàng yến buffet nè. Này ủa chào cả kìa, đó em có hoàng yến buffet cũng rất là nhiều món, có anh có ăn một lần rồi. Thì những cái món giống như kiểu làm món nó bình thường vậy đó, có hải sản cũng có luôn, có BBQ, có đồ nướng cho mình luôn, để mình lên đây coi thử coi. Giờ hai đứa sẽ đi ăn mà chưa biết là sẽ ăn gì. À có đi ba tính tiền hai nè. Dạ. Thưởng thức. Vé hôm nay là bao nhiêu ạ? Dạ giá vé tối nay bên em là 431.000 anh, là bao gồm thuế phí và nước uống rồi. Là tất hết. Dạ đúng. Tất cả hết rồi đúng không? À dạ. 431.000. À dạ. À đây có bày quầy bánh trung thu đi. Ủa cái này là bánh. Bánh trung thu đi. Bánh trung thu mình có thể dùng thử bên này. Dịch sẽ có là Thái Express. Ủa có set meal 95k nè. Hả? À, đặc sản đường phố Bangkok nè. À, mực sốt Thái rồi súp tôm zum. Đây là phần súp. Gà. Cà ghi gà. Có kem lạnh 55 còn 45.000. Hai ăn kem này có quậy kem luôn. Giờ mình cứ đảo một vòng đi ha. Coi bên đây có đồ ăn gì nha. Cái không gian bên trong này nhìn cũng sừng sọ quá ha. Nhìn thiết kế nó hiện đại luôn. Thai ban. Cái này là cái gì ta? À dim sum. Dim sum. Món quay Hồng Kông. Ai thích ăn dim sum hay là những cái món hoa là mình vào đây. Tiếp theo là mình có khao lao, người Hàn của Lào. Nguyễn ăn Lào bao giờ chưa? Ăn rồi. Ăn rồi đúng không? Mà ngon không? Cũng được thôi. Cũng được thôi à. Em có khao lao nè. À có cái set combo nè. Special combo thì mình có 399.000. Lạp heo cuộn lá lốt, ớt chiên ngũ vị, tầm mạt phùng, xôi Lào nhỏ, canh cá Lào và chai atiso đá. Là nguyên cái set này là 399.000. Tiếp tục đó là chan modern Thái, cũng là đồ Thái luôn ha. Cũng là đồ Thái luôn. À trong này mình có bồn chồm. Tiện hay đọc là bồn chồn lắm mà không biết là nó là đọc như thế nào, nhưng mà tiện hay đọc. Combo cũng chỉ từ 419k. Bên này cũng đồ về Hồng Kông luôn, bồ hoa luôn. Crystal Tray Kitchen. Thường thì trong trung tâm thương mại thấy là những cái thương hiệu trong đây á, nhìn cái không gian quán nhìn rất là sang trọng đó người ta. Bên đây mình có gì? Sushi. Nãy giờ đi món hoa rồi thì đây có món sushi nè. Sushi. Nãy giờ mình đi đồ thời trang thôi, lầu này là sẽ là lầu mà đồ ăn không luôn. Quán thịt nướng Hàn Quốc là Gogi nè. Gogi thì cũng là một cái rất là nổi tiếng nè. Đi trung tâm thương mại nào cũng gặp Gogi hết. Buffet từ 299k nè. Ở đây thì đồ nướng thôi, nói chung là BBQ á. Phun tông hot pot nè, thì liên quan tới cái phi lẩu hot pot. Trời cái mùi nồng đây, phun tông
bên này mình có khu vui chơi rất là rộng. Trong này cũng có bowling nữa đó Nguyệt. Bữa mình đi Amo mình chưa có chơi bowling. À, đông quá là đông luôn. À, đầu vô đây chiếu coi. Đó. Đó, sao bowling đó. Rồi hồi chơi không? Anh đã thử tiếp. Ở trên nhìn xuống nè. Nãy giờ điện đi hình như là lầu 5 rồi đó. Thấy là tà lầu nào thì cũng rất là đông luôn. Nhất là mấy cái chỗ ẩm thực và chỗ vui chơi. Còn về mua sắm quần áo hay thời trang thì thấy vắng. Chủ yếu là ăn uống với đi chơi thôi. Rồi nãy giờ mình đi một vòng của cái lầu này rồi. Thì có một cái món mà hay ăn, hai đứa hay ăn mình đi nào mà hồi trước hay ghé bạn Hạnh Môn thì đều cũng đều ăn hết. Đó là chảo cá, thương hiệu chảo cá cũng trong Hoàng Yến luôn á. Rau trong đây nó có gì vậy? Bộ sưu tập mùa trăng xum vầy, sắp tới Tết Trung thu rồi, giá chỉ từ 395.000 một cái hộp bánh Trung thu á. À, đây có chảo cá 169k. Ấy còn một mới này. Cơm cháy khò, bò kho nghệ 119.000, cá ba sa. Vô mình coi menu trong. Ok, vô trong đi. Dạ. Cho em ngọt trong đó nha. Ừ. Loại combo chả cá. Ở đây thấy có combo hai có hai cái cái chảo này cũng nhìn bự ha. Hai món luôn. Cá này là sẽ là cá lóc đó. Tiết kiệm 9.000, cái này combo là 309.000. Bốn người là 619.000. Ủa có cái nào lẩu luôn nè quý. Bốn người hả? Cái này không phải lẩu mà là giống như một cái món cá nóng gì á. Giống như cơm dưới quê ha. Có lẩu mà, có rau lẩu này. Có món chính, bây giờ tầm món chính đó. Đây, bình thường là mình kêu chỉ một cái này chứ mình kêu thêm mấy cái món khác. Chính xác. Chưa, đợi chứ. Ở đây mình có 169.000 đi. Thì mình sẽ có được một cái chảo cá cũng như là rau với bún và bánh đa. Cái này có 149.000 thôi. Đây là lòng cá. Lòng cá. Còn đây là chả cá. Cá lóc sốt quay me, cá lóc quay me. Là một con cá luôn hả? Nhiều con luôn. Còn cái này là cái gì đây? Cá hấp. Cá lóc hấp bầu. Ủa nghe giống miền Tây ha. Cá lóc cuộn lá lốt 149.000 này. Nhớ ở đây có cái bánh tráng ha. Này có bánh tráng nè. Có mấy món ngoài xăng. Coi còn không? Quá trời đi. Cá lóc cùng lá lốt đi. Nè, bữa hổm là cái này nè. Chả ốc với bún 119k. Một cái. Là cuốn cái này luôn. Một cái này nha. Ok. Còn cái này là lẩu rồi. À, này đó món lẩu rồi. Thì đây mình có lẩu gì? Lẩu cá lăng nấu riêu 249.000. Còn này là cháo. Cháo cá tai tượng rau đắng này. Gỏi salad hả? Gỏi sứa gia trang nè. Gỏi có sen nè. Gỏi gì đấy? Gỏi tiếng vua. Gỏi tiếng vua tôm thịt. Em kêu gỏi không? Có chứ. Okay. Ngoài ra là có bún chả Hà Nội. Có cơm. Châu xem mình xem món mới đi. Thêm ba cái menu luôn. Mẹt cá thập cẩm. Ê, hay là mình xem món mới ở đây có món gì hay này. Có mẹt cá này.
có gỏi ngó sen này, có dồi sộn này. Dạ mình chọn được món chưa? Chảo cá không ạ? Chảo ốc bún. Dạ chảo ốc và bún. Đúng rồi, vào một cái gỏi sứa. Dạ gỏi sứa nhà các em. Cái chảo cá. Dạ. Có phải cái này của anh nói không? Đúng rồi, bình thường mình ăn cái này nè. Dạ. Ok. Còn cái cuốn kia là riêng. Và cuốn cái ốc là riêng. Và cái này nữa đúng không? Dạ. Và cái này nữa đúng không? Là ba món. Ờ với gỏi. Hay gỏi gì gỏi sứa. Gỏi sứa, gỏi sứa nha chị. Là ba món tất cả. Dạ. Cho em một nước suối em uống gì? Dạ. Một nước suối hả? Anh không, uống. Không lạnh, không bình đá nha. Dạ. Rồi cái chai với cái ly thôi. Dạ. Em tắc mơ nha Đam. Dạ mơ tắc nha Đam. Dạ chả ốc và bún, gỏi sứa Nha Trang, một chảo chả cá, một nước suối, đó là nước mơ tắc Nha Đam ạ. À. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn. Ở chảo cá thì thấy nó có thêm cái menu theo mùa nữa, cái này thì cũng mới biết luôn. Cái này là menu mùa hè nè Nguyệt. À mùa hè nè. À menu mùa hè. Ở ngoài mình sẽ có mẹt cá thập cẩm nè, 249 ngàn. Mình có dồi sụn, mình có gỏi ngó sen, bao tử. Ở bên trong là có bò sốt hào trứng, cá ba sa. Hồi nãy mình vừa coi cái mới này chưa coi được chưa? Dạ em vừa lúc suối ạ. Có mấy cái món mới nè, cơm trái bò kho nghệ, còn cái gì nữa ta, bao tử hầm tiêu. Ủa cái này ngon, cũng ngon lắm đó Nguyệt. Bao tử á, ăn nó cũng gì. Ủa lẩu, có phải là lẩu hả? Dạ em xin phép ạ. Dạ gì tham khảo ạ. Dạ rồi em cảm ơn. Ủa cái này sao giống cái vừa nãy mình coi ta? Ủa Hoàng Yến rút mà. À. Ờ cũng là giống Hoàng Yến cũng phê bên kia. À chi em phải bảo, ủa cái này sao nhìn quen dữ vậy? Dạ cái bữa ra kèm cho chị nha. Dạ. Sắp tới Trung Thu rồi, ở đây thì cũng có cái Hoàng Yến thì cũng hay có những cái set bánh Trung Thu để mà mình ăn hoặc là mình làm quà tặng á. Thấy có hộp chim Yến nè, 4 bánh, 665 ngàn. Hộp Bảo Yến, hộp Hồng Yến, ồ cô gia. Mà nhìn rất là đẹp luôn á quý khách. Ở đây là có 9 vị bánh Trung Thu, có chạo long, có hạt sen, có thập cẩm hải sản, có sầu riêng, có hạnh nhân, có gà xay, có yến xào, có tôm sum, có tiramisu, hội rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ món đã lên rồi. Cả nhà ơi thì Nguyệt nãy là order một món chả cá. À cái này là nãy món chả... gì? Chảo chảo cá đúng không? Chảo chả cá. Lá vòng. Ê, lửa hơi bự, lửa hơi bự. Cả nhà thấy khói bay kinh quốc không cả nhà ơi? Bây giờ cái này là chín rồi, chỉ là mình đảo cho nó cái rau á, nó nhìn nó chín được. Trong rồi. Đây là nó có cái gì ta? Trong đây là có cá này, cá này là đã gọi là cắt từng khúc lọc xương rồi đó anh, và đã được ướp gia vị là xong hết đầy đủ rồi. Xanh xanh là cái gì ta? Cái này là cái rau thì là. Rau thì là đó. Cái không biết Nguyệt thấy là cái rau thị là này mà mình xào với cá hoặc là mình nấu canh hến á, dưới quê là ông anh có được ăn canh rau hến không? Đó. Là mình nấu canh thị là nó rất là ngon luôn. Dạ. Có hành được kìa. Có cả hành, rất là nhiều hành luôn nha. Xem nữa là Nguyệt lọc quá trời lọc. Rau thị là nó rất là thơm luôn này. Thơm quá trời thơm luôn. Rồi cái này mình ăn với gì rồi? Có cái bún mình sẽ trộn. Đây á, là mình sẽ ăn cùng với mắm tôm và bún. Đây là mắm tôm này. Mà mắm tôm ở đây rất là thơm nha. Mình không biết là mắm tôm này nó có điều đặc biệt gì không mà nó rất là thơm cả nhà ơi. Mình sẽ cho một ít ớt vô đây đó. Cái này mình sẽ ăn cùng với chảo cá. Và mình sẽ ăn cùng với bún. Mình sẽ trộn đều vô nhau, cùng với nhau luôn. Độ đều luôn đây, đây nha. Wow. Mình sẽ tăng thêm một xíu nhiệt độ lên. Hình như còn một món nữa đúng không? Còn thiếu một món nữa. Ừ, còn món gì ta? Ốc để cuốn. Muốn ốc để cuốn này. Ở đông rồi đây. Đông rồi đấy à?
Còn món này là món gỏi hả? Gỏi nãy sứa. Lâu em order là món gỏi sứa đó cả nhà. Ở đây là có dưa leo, có cà rốt để cắt cắt tát tát nhỏ rồi này, và có sứa, và đặc biệt không thể thiếu là hành phi mình rắc lên trên. Để xíu nữa mình ăn thử xem có ngon hay không nha. Là ít bún để mình cùng ăn với chả cá đó. Xong rồi mình sẽ lấy một miếng cá này cả nhà, một xíu rau mình sẽ bỏ vô chén. Cả nhà thấy thơm chưa, thấy khói bay nghi ngút chưa? Bây giờ mình phát hiện ra rất là đói bụng luôn đó. Và mình sẽ trộn cái nước gọi là mắm tôm đặc trưng của món chả cá này. Mình sẽ dứa lên trên này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Rất là thơm luôn nha. Cả nhà mà ai mà không ăn được mặn nhiều á thì mình dưới một chút xíu mắm tôm thôi. Tại vì mắm tôm này đặc trưng là nó rất là mặn này cả nhà. Giống như là ai mà ăn được mắm á thì mình sẽ ghé giống như món quán là giống như bún đậu mắm tôm chẳng hạn. Thì bây giờ món chả cá này là cũng đặc trưng của mắm tôm, xin mời cả nhà ăn ăn tối cùng với Nguyệt và Thiện với món chả cá này nha. Xuất sắc luôn cá này anh. Cá này là đã được chín chín một tối luôn á. Nó có dài không? Cá này sẽ là cá lóc nhé cả nhà. Cá lóc này giống như là mình sẽ được chiên qua rồi, được tập ướp gia vị rồi chiên qua rồi. Xong quán sẽ để lên cùng với rau. Rau này là chưa có xào nấu gì hết á. Cho nên mình bê lên là mình sẽ đun, hoặc là mình xào nóng trực tiếp lên luôn. Đây là rau này, mình ăn kèm với cá và bún. Rau này rau xì lá, ăn cùng với cá rất là thơm luôn. Mà em thấy trên đây không có thì lạ nha. Giống như, giống như là dưới quê ấy, mình trồng á, thì mình ăn cùng với cá, mình nấu mình món cá nha. Thơm của mùi mắm nữa. Ngoài ra mình có một cách ăn khác là mình sẽ có cái bánh tráng này cả nhà. Là có một đĩa bánh tráng này luôn. Nãy quên chưa giới thiệu cho cả nhà xem. Thì mình sẽ ăn cùng với bánh tráng, mình sẽ để một lớp rau này, một lớp cá và một xíu bún nãy là mình có trộn với mắm rồi đó. Giống như mình ăn mắm gỏi hay ha. Giống như mình ăn cùng với mắm gỏi đó. Cái gỏi mắm sen kìa. Chính xác. Nó mà gỏi thì mình sẽ ăn với bát sụp cơm này. Còn món bánh tráng này ăn nó giòn giòn á, cảm giác là mình ăn nó vui miệng hơn, có cả rau nữa này. Tới là món gỏi này cả nhà, người có order món gỏi sứa, lâu lắm rồi người không có ăn gỏi sứa. Và sứa này là nó có đặc điểm là ăn nó rất là giòn giòn nha. Mà sứa này khác với sứa mà mình đi tắm biển xong nó cua trên tay mình bị đau đúng không anh? Con đấy là mình không ăn được. Còn con sứa này người cũng không biết là hình dạng của nó khi ngoài biển nó sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ mình chỉ biết là nó đang ở trong cái đĩa này thôi. Đó, cả nhà ơi thì người có để trong cùng với cái bánh phồng tôm như thế này này. Mình sẽ ăn cùng, mình sẽ có cái nước mắm để mình chấm lên này. Mình có nước mắm này giống như nước mắm tỏi ớt rồi đó anh. Mình tưới qua một chút xíu rồi mình sẽ ăn cái gỏi này cùng với cái bánh phồng tôm, giống như là Nguyệt ăn cái chả cá cùng với cái bánh tráng vậy đó. Xin mời cả nhà ăn gỏi cùng với Nguyệt nha, không biết là nó sẽ có mùi vị như thế nào đây. Đúng là cái gỏi sứa có khác, nó rất là đặc biệt, là cái sứa nó rất là nó giòn giòn sọt sọt giống như là mình ăn thạch thao câu ấy anh.
hay ghê á, không biết là con sứa này nó kết cấu gì mà sao nó rất là giòn nha. Với lại ăn sứa thì nó ở đây á, quán là được trộn cùng với nước sốt rồi này cả nhà. Nước sốt ở đây á, thì mình thấy là nó không hề cay một chút xíu nào hết. Mình thấy một ớt đỏ vậy thôi, cái ớt này hình như là ớt làm kiểng là nó không có cay. Giống như cái này là giống như gỏi tháo ấy, thái á, mà nó không hề chua, giống nó sẽ phù hợp với phong cách người Việt Nam mình hơn. Mình sẽ ăn một miếng nữa. Cả nhà ơi, một món mới tới nữa rồi cả nhà. Thì nãy là Nguyệt kêu 3 món. Thì món này là món chả ốc. Chả ốc này có đặc biệt ở đây là mình sẽ quấn bánh tráng, giống như là mình quấn như món tên là bún nem nướng vậy đấy cả nhà. Thì đây sẽ là món chả ốc. Chả ốc này cả nhà, chả ốc này sẽ là chả ốc nướng nha. Là cái ốc này xong người ta băm ra hả anh? Băm ra xong kiểu mà mình sẽ trộn những cái gia vị vô. Như ở đây giống như là có cả rau nữa này, rau hay là hành gì đó ha. Để xem nào. Ê, cái này là được 5 miếng đúng không? Được 5 miếng không hả? 1, 2, 3, 4, 5, đúng rồi, chính xác 5 miếng. Thì mình cái này giống như là ốc mình được băm ra cùng ướp với gia vị này. Có cả hành lá nữa. Có cả thịt nữa hả? Bây giờ mình sẽ ăn món cuốn nha, cùng với mình sẽ cùng với món rau thơm là không thể thiếu rồi này, rau thơm và rau xà lách. Sẽ có dưa leo, ở đây có cả khế nữa này. Khế và cái này là chuối. À cái này là chuối, mà có phải là chuối hộp. Chuối hộp hả? Ừ. Chuối hộp mà chuối hộp mà còn xanh nha. Còn cái này là dứa này, dứa. Em vẫn chưa phân biệt đâu là dứa đâu là thơm đấy nhá. Nó có kiểu ngoài á, có gì cái trái ngoài dễ mà. Bây giờ ủa, bữa anh đang phân biệt với em trong siêu thị cho mà. Là gì đó? Em nói anh nói nhiều quá em không nhớ. Đâu, đây có cái chai xịt. Cái này hay ha, giống như là mình sẽ có một cái để mình ngửa quê á. Mình chấm một cái đúng không anh? Đúng rồi. Còn cái đó này là nguyên cái bộ vừa để bánh tráng vừa để nước. Ừ. Đấy là Nguyệt xịt hơi nhiều nước đấy cả nhà. Xong cái bánh tráng nó bị mềm lại, mềm lẻ quá. Mình chưa kịp cuốn rau gì hết luôn á. Mình sẽ cho một ít rau vô nha. Rau này rau xà lách này. Xé bớt ra. Đó. Xong mình cho dưa leo vô. Ở đây có bao nhiêu topping là mình sẽ cho hết luôn cả nhà ơi. Có nghĩa là nhà hàng cho gì mình ăn đó. Ăn nhiệt tình luôn. Rồi, món chính của Nguyệt là ốc. Em lấy 2 miếng luôn ha. Thấy bắt đầu nó nhiều rồi đó. Và món bánh tráng này tất nhiên mình không thể thiếu là bún rồi cả nhà. Nó giống như là ăn mà thiếu bún thì không ăn, cảm giác ăn không ngon nha. Bay bún bay. À, nãy mình ăn chảo cá còn dư rau bạc hà cho vô luôn đi đó cho nó đẹp. Giờ mình sẽ quấn cái bánh tráng này lại. Ồ, cái ốc này vẫn còn nóng luôn á, nóng hổ luôn á anh. Mời bởi vì nãy giờ chiên lâu cho mình làm cái món này là món da cuối cùng luôn á. Đèn đèn đèn, cái quấn của người rất là dễ thương luôn. Đây là cái mắm của quấn này cũng thấy rất là đặc biệt luôn này. Cái mắm này có cả mỡ hành nữa. Ủa cái đó là cái đậu phộng. Đậu phộng. Đây là đậu phộng này. À đậu phộng. Và đây là cái này là mỡ hành này anh. Ồ béo dữ dằn. Đúng rồi. Rất là béo luôn á. Mình sẽ trộn đều lên tại vì ớt nó ở dưới á. Trộn hơi lố là sợ nó mặn nha. Người cũng không biết là cái mắm này có mặn hay không nữa. Bây giờ xin mời cả nhà ăn quấn á cùng với Nguyệt. Cái mắm chấm này nó rất là đặc biệt anh ơi. Bữa nào mình làm thử. Bình thường cả nhà khi ăn á, mình sẽ ăn làm mắm tỏi ớt là món đơn giản nhất. Nhưng ở đây không phải là mắm tỏi ớt đâu cả nhà. Đây giống như là sẽ là mắm ngọt bình thường của mình thôi, sẽ cho ớt. Mình sẽ có mỡ hành và đậu phộng rang ở đây. Nên nó cái vị của mình sẽ rất là béo. Có cả cái mỡ hành nữa, mình cảm giác nó rất là thơm anh ơi. Lần nào chắc mình sẽ làm cái món thử cái nước mắm chấm này đi anh.
quấn cái để trắng chả ốc này cả nhà. Cái thịt ốc rất là mềm luôn á, giống như thịt ốc này giống là mình băm rồi đó, mình băm mịn rồi đó, mình xong mình ướp gia vị, mình cho thêm những tóc bình vô rồi mình mang đi nướng nên cái vị nướng của nó rất là thơm, gồm có vị chua chua của cả thơm này, có cả chát chát của trà chuối nữa. Rồi buổi tối thứ sáu cuối tuần thì cũng rất là nhiều cặp đôi vào bên trong này để ăn tối luôn. Thì không gian phía bên trong này thì nó cũng rất là yên tĩnh. Cái này thì nó thuộc của Hoàng Yến Group, bên cạnh buffet Hoàng Yến ở phía bên này thì sẽ có chảo cá hay đi cùng với nhau lắm. Và lần nào mà thì giới quyền mà đi vào Vạn Hạnh Mall thì cũng đều ăn chảo cá ở đây hết, thấy rất là ngon. Thì cô chú anh chị mà có đi Vạn Hạnh Mall có thể ghé thử nha, ăn thì thấy là rất là ngon á, rất là nhiều món đa dạng luôn. Là chả cá La Vọng này, với lại là những cái món cuốn, món lẩu cũng rất là nhiều luôn, rồi mình có thể thử. Em có cho anh được một cái nha. Ồ, cảm động gì? Xúc động đầy quá. Giờ Nguyễn sẽ cuốn cho thị một cái. Nãy giờ thì thị cũng ăn hai món kia rồi, rất là ngon. Món này cũng xuất sắc, cái thơm á, cái ốc này nướng lên rồi á, nên cái vị nướng nó rất là thơm nha. Thơm ghê ơi. Món ăn ở đây rất là ngon luôn. Người ta thiệt hay là ghé vô đây ăn lắm. Bây giờ mình sẽ đi dạo xong xung quanh trung tâm siêu thị nha. Bây giờ là cũng hơn 9 giờ rồi, nhưng mình thấy là bên trong trung tâm đây cũng rất là đông luôn. Mình sẽ đi dạo, mình tranh thủ đi dạo, mình lên lầu trên. Bây giờ mình còn một lầu trên nữa mình chưa có lên. Giờ xin mời cả nhà là tham quan ra cùng với Nguyễn Bà Thiện là trung tâm thương mại Bà Thiện Mon. Hồi nãy giờ là hai đứa ăn ở chảo cá thuộc Hoàng Yến Group. Rồi bây giờ mình sẽ lên thêm một lầu nữa. Chảo cá thì sẽ là lầu 4 của Bà Thiện Mon nha. Thì món ăn cũng khá là ổn, nhưng mà theo Thiện cảm nhận thì nó hơi gọi là thiên về ngọt một chút. Trên này mình sẽ có CGV luôn, máy đặt chiếu phim. Cũng khá là lâu rồi hai đứa cô có xem phim. Lâu lắm rồi hả Huyệt? Hiện tại là đang có Conan nè. Conan hôm nay có khởi chiếu thì 2 tháng 8 luôn. Bên này có cây búp ngược Dairy Queen nè. Visa Company. Nhưng mà như là theo mình cảm nhận là thấy nó không được đông như hồi trước nữa. Nó vẫn đông nhưng mà nó không có đông như hồi xưa ha. Bây giờ là sau 9 giờ rồi. Hồi nãy mình vô thì thật ra là cũng đông nhưng mà nó lại không bằng hồi trước. Ý là vẫn đông nhưng mà không bằng hồi trước. Mình phải so sánh với trước đây á. Đây có gì ta? Đúng rồi, hiện với Nguyệt hay đi Ivo Tân Phú thì Ivo Tân Phú lúc nào cũng đông hết, trong tuần hay cuối tuần bất kể thời gian nào thì Ivo Tân Phú đều rất đông. Vậy là lầu 4 với lại lầu 5 của mình thì sẽ là ẩm thực rất là nhiều, miễn phí sushi kìa. Mà thấy không, con heo, con bò, con gà, con heo. Nếu mà 248 thì sẽ là con mực, con bạch tuộc. Là có hải sản nữa. Con heo, con bò, con gà. Dễ thương ha, để cái icon của mấy cái con ha. 168 với 204 Samuza. Bên đây mình có buffet. Ở trong đây thì rất là nhiều buffet lẩu nướng. Ở đây thì buffet là lóc lóc 159.000. Cũng là buffet lẩu luôn. Lẩu một người.
đây có King BBQ cũng là buffet nướng luôn. 300 ngàn một người. Bên đây là Hot Pot Story, lẩu. Lẩu 4 ngăn luôn quý vị. Là mấy vị luôn á. Miễn phí dưới 1 mét trẻ em. Trời thứ hai thì bây giờ chỉ từ 279k thôi. Gọi món là 39k một món này. Em tưởng là 4-500 ngàn một vé chứ. Là 279 thôi. À, City Gym với lại hát karaoke. À, nếu mà ở ngoài á, ví dụ mình đi hát phòng karaoke ở ngoài á, thì có thể là ở phòng nó cũng phải hú đông đông người để mình chia tiền chứ không gì, thì nó mới rẻ. Còn mà một hai đứa đi á thì nó sẽ hơi mắc. Thì ở Vạn Thanh Mall nó sẽ có cái phòng hai người, một người, nó bao nhiêu hát cũng được hết. Theo giờ trẻ. Đây nè, phòng cơ bản nè, 1 tiếng là 100 ngàn. Đó, 70 cộng 70 luôn nha. Đặc biệt là 60 là nó tặng cho mình 60 phút mà có 200 ngàn thôi. Cho nên vô đây là hát thả ga luôn. Đó, Rainbow. Ở trong này là mình được họ xuất thể hiện tài năng nhạc của mình. Bên kia là City Gym. Đó, City Gym là nguyên cái tầng ở trên này là City Gym hết luôn. Cái lầu trên cùng của mình sẽ là City Gym với lại hát karaoke nha. Còn ẩm thực thì mình sẽ có lầu 4, lầu 5, lầu 3 cũng có nhưng mà ít. Lầu 3 nó sẽ có thêm thời trang. Lầu 2, lầu 1 thì mình cũng sẽ có thời trang. Thời trang là chính. Thời trang, quần áo và bán mấy cái đồ này kia. Gì hả? Ở trên này nhìn xuống nhìn cũng ớn quá ha. Vậy đó mà nãy giờ nhìn hoài. Như vậy là trong buổi tối ngày hôm nay là hai đứa đã chia sẻ những cái hình ảnh trong trung tâm thương mại lớn nhất ở quận 10, đó là Vạn Hành Mall. Cũng như là gửi quý cô chú anh chị mình một cái nhà hàng nhỏ ở trong trung tâm này, mình có thể ăn tối. Thì thấy là cũng rất là phù hợp và gì cũng có khá là nhiều món rất là ngon luôn. Cô chú có thể ghé mình ăn thử ha. Thì vậy thì bây giờ thì Quý Nguyệt xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.